Vâng, xin chào hết quý anh em gần xa. Thì hôm nay có này chia sẻ cho anh em xem cái bo nguồn của Class A. Thì bo này nó có cái gì? Trước mắt thì nói về kích thước đã. Kích thước nó là 20,4 x 18,2 cm. Chiều đây là 20,4 nè, 18,2 cm. Trên này là dùng 12 tụ nguồn, 2 diốt nha, mình dùng 2 diốt, có nghĩa là 2 nguồn đơn ghép lại, sau đó 2 nguồn đơn đấu vô đây, đấy, mỗi con diốt đây, sau đó ghép lại, nó ghép lại thì nó thành một cái nguồn đôi, đấy, thế thôi, nó thành một cái nguồn đôi đơn sơ. Đó. Ghép như thế thì mình thấy nó cái vấn đề nó tách ly được cái phần nhiễu ai sơ ra, cho nên thấy tốt hơn. Một cái nó trên này nó có cái nguồn cho quạt, quạt đây 12V. Class A thì thường anh em mình làm thì là nếu mà nhôm lớn mà lắp trần bên ngoài á, nhôm đủ lớn mà lắp trần bên ngoài thì cũng không cần phải có quạt. Còn do mình đợt trước mình thiết kế là mình làm nó nằm ở trong thùng máy, cho nên phải có quạt. Không có quạt thì nó bứt liền, nó trôi phân cực, vì phân cực nó rất là cao, dòng phân cực tĩnh không đã ngốn nó một ampe, hơn một ampe rồi. Đó là một cái, nó có hai cái nguồn hai bên đây cho quạt. Đây là cái nguồn cho phần R 15V, 15V đôi. Thì có 15 hoặc 24 hoặc mười mấy vôn thì tùy mình cấp, và mình lắp hai cái con ISO áp thôi, con 7815 hoặc 7815, 7915 hoặc là 7812, 7912 chẳng hạn. Đấy, tùy. Đấy. Và nó có thêm một cái nguồn 5V nữa. 5V thì nó cũng lấy từ cái nguồn ISO này, nó lấy từ cái nguồn này. Đó. Đây, nó thiết kế ra. Nó lấy từ cái nguồn ISO này. À, nó lấy từ cái nguồn ISO là nó năng lọc qua đây, đó là một cái nguồn 5V nữa. 5V thì tùy nhu cầu sử dụng, thì có thể là anh em cần sử dụng gì đấy thì anh em gắn qua thôi, không đây, nguồn 5V, nguồn 7805 thì cái này đúng rồi, nó lấy nguồn dừa này, nó ổn xuống là 7805 đấy, 5V tùy nhu cầu sử dụng, không rồi. Tiếp thêm một cái nguồn relay nữa, thì hai bên nguồn relay hai bên tách biệt hoàn toàn. Mình làm tách biệt như thế này thì cái vấn đề ù xì nó giải quyết đi rất là tốt, mình giải quyết rất là tốt, cho nên mình hãy tách riêng ra. Ví dụ nguồn cho phần quạt, nguồn cho phần relay thì nó chung mát, cái nguồn phần R này thì nó chưa chung mát nha, nó chưa dính mát nên dưới với phần bao công suất, cho nên em lưu ý phải đấu mát. Nếu trên bo công suất chưa đấu thì dưới này phải đấu là nó mới chạy được. Còn bo nguồn cho phần relay thì mình làm nguồn ở dưới này, nguồn này 12 hoặc 24 tùy anh em mình dùng relay bao nhiêu là đấu bao nhiêu. 12 tụ đấu song song nha, song song đây một vớ bên đây, bên này một vớ, bên này một vớ. Có cầu chì cho hai kênh hai bên. Đó, chỗ này là mấy con trở lập, cái mạch lập nắng lập qua mạch lập, xong rồi là tiếp đây là cái phần sâu. Thì cái bo này mình bán 150, anh em chịu khoản thì được bao ship, còn có vài bo thôi, anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Đây cái mặt sau đây, nó là bo hai lớp sợi thủy tinh, anh em nào thấy hợp nhu cầu, đúng nhu cầu thì liên hệ. 150 chưa khoản thì được bao ship. Nó có một cái chỗ này nhưng mà không phải là đáng ngại lắm, thì anh em mình thấy phải không? Cái này không phải là vấn đề đáng ngại lắm. Hồi xưa là mình vẽ là mình có kéo một đường như đây xuống đỡ mình canh á, xong quên kiểm tra, quên xóa nó đi,
thì nó có chập mạch thì ngắt ra rồi không sao hết. Em thấy nó lòm lòm lỗ vậy thì không sao đâu, à, phần còn lại là ok hết. Rồi anh em xem cân nhắc hợp đúng nhu cầu thì liên hệ em nha. Cứ chuyển khoản trước thì bao ship, mà không chuyển khoản thì anh em cộng ship vô thì nó tốn kém cho anh em hơn thôi. Ừ. Rồi thân chào quý anh em.